Rồi em chào trên kênh Bonsai Cần Thơ. Em chào bà con. Hôm nay em có lên clip 20 cây giả thú đất bà con. Địa chỉ của em là ở ấp Phú Nhân, xã Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang. Số điện thoại của em là 0967 574739 39. Em tên Hùng. Em cũng cảm ơn bà con đã ủng hộ em những các clip vừa qua nha bà con. Rồi hôm nay em lên cái lô này em bán lẻ cho bà con. Em bao ship là 300 km. Tàn rất đều nha bà con, một cốt tàn thông. Xương dày đặc luôn. Rồi em đo quạnh. Quạnh 20. Chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,5 m. Cây A1 này em giao lưu với giá là 1,8 triệu. Em bao ship 300 km. Rồi em đổi cây luôn. Số điện thoại rồi. Số điện thoại của em là 0967 574739 39. Rồi tiếp theo là cây mã số A2. Nhà cũng cây này cũng là một cốt tàn thông. Nụ thì rất nhiều bà con. Tàn rất đều luôn. Tàn chi sát sát mặt chậu luôn. Quành 20. Chiều cao 1,6 m. Tán ngang 1,5 m. Rồi cây A2 này em giao lưu với giá là 1,7 triệu. Em bao ship 300 km luôn. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số A3. Cây này là một cốt tàn thông. Cái lô này của em là tàn đều lắm nha bà con. Tàn chi sát đất luôn, sát mặt chậu luôn á. Ủa cây này sao lộn xuống A4 rồi ta. Em xin lỗi bà con, cây này A4 mà em lộn rồi. Cây này A4 chứ không phải A3. Rồi em đo tàn luôn. Khó đo quá. Sát chân luôn. Quành 23. Chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1,5 m. Cây này cây A4 các bà con, cho em xin lỗi nha. Em lộn. A4 cái cây này em giao lưu với giá là 2 triệu. Em bao 300 km. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp theo cái cây này cây A3 các bà con. Em lộn hồi nãy. Cây này cũng một cốt tàn thông vót ngọn luôn. Tàn rất đều bà con. Rồi em đo là không chỗ luôn. Quành 20. Chiều cao 1,6 m. Tán ngang 1,5 m. Cây A3 này em giao lưu với giá là 1,7 triệu. Em bao ship 300 km. Rồi em đỡ cây luôn. Rồi tiếp theo là cây A5 nha bà con. Cây này nụ rất nhiều nha bà con. Em bán đã, em bán cái cây nụ này, nếu mà bán miếng bán siêu nụ là cái giá hơi cao, mà em bán giá này mềm, rất mềm nha bà con. Anh quay cái nụ giùm em cái anh.
ở trong trại xong chưa rồi em rồi. Cây này hoành 20, chiều cao 1m6, tán ngang 1m5. Cây A5 này em giao lưu giá 1,7 triệu. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây này mã số là A6. Một cốt tàn thông, chi tàn sát chân luôn rồi bà con. Rồi em đo thông số luôn. Này đo khó lắm. Cái này hoành 24 à. Chiều cao 1m6 à. Tán ngang 1m5 à. Cây A6 này em giao lưu với giá là 2 triệu à. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số A7 à. Cái này cũng một cốt tàn thông à. Cái nụ nốt thì em bao rất nhiều mà bà con, tàn rất đều luôn. Cái lô này là tàn chi sát đất luôn á. Rồi em đo thông số à. Hoành 18 à. Chiều cao 1m6. Tán ngang 1m4. Cây A7 này giá 1,5 triệu. Em bao ship 300 km nha bà con. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp theo là cây mã số A8. Cây này cũng một cốt tàn thông, tàn đều. Rồi em đo qua thông số. Cái lô này tàn chi nó sát cái mặt chậu khó đâu à. Cây này hoành 22 à. Chiều cao 1m6 à. Tán ngang 1m5 à. Cây A8 này em giao lưu với giá là 1,8 triệu à. Em bao ship 300 km nha bà con. Số điện thoại của em là 0967 574739. Rồi em đổi cây luôn. Thế là cây mã số A9 à. Cây này tàn rất đều nha bà con, một cốt tàn thông, chi tàn lực lực luôn á. Rồi em đo thông số luôn. Cái này hoành 24 à. Chiều cao 1m5 à. Tán ngang 1m5 à. Rồi cây A9 em giao lưu với giá là 2 triệu à. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số A10 à. Cái này cũng một cốt tàn thông luôn. Cái lô này tàn rất đều nha bà con.
Cái lô này các bà con có mua giá sỉ, cái mua cái lô này em bán tại vườn giá rẻ hơn cái em đăng clip lẻ này nha bà con. Rồi, em đo thông số luôn. Hoành 21 à. Chiều cao 1m6. Tán ngang 1m4. Cái A10 này em giao dưới giá là 1,7 triệu. Bao ship 300 km. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số A11 à. Tàn chi thì kín mít luôn. Rồi, em đo thông số luôn. Cây này hoành 25. Chiều cao 1,5 m. Tán ngang 1m4, 50. Cây A11 này em giao lưu giá là 2 triệu à. Em bao ship 300 km luôn. Rồi em đỡ cây. Rồi tiếp theo là cây mã số A12 à. Lô này nụ rất nhiều nha bà con. Tàn chi thì đều luôn. Tàn chi rất thấp luôn, em đo cái thông số còn rất khó luôn đó. Rồi em đo thông số luôn. Hoành 21. Chiều cao 1m6. Tán ngang 1m5. Cây A12 này em giao lưu giá là 2 triệu à. Em bao ship 300 km luôn nha bà con. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cái mã số A13. Tàn thì rất đều luôn. Rồi em đo thông số luôn. Cái này hoành 22. Chiều cao 1m6. Tán ngang 1m5. Cây A13 này em giao lưu với giá là 1,9 triệu à. Rồi em đỡ cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số A14 đó bà con. Cây này tầm một cốt tàn thông, rất đều luôn á. Cái lô này cái tàn với cái chi với cái bông là em bao bà con luôn đó. Cái chiều thoát thân nó cao nhất là chừng 1 tấc ha, còn như là chừng 5 phân 7 phân à. Yeah. Rồi em đo thông số luôn. 21. Chiều cao 1m6. Tán ngang 1m4, 50. Cây A14 này em giao lưu giá là 1,8 triệu mà. Em bao ship 300 km luôn. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số A15. A15 này cũng một cốt tàn thông. Tàn chi sát mặt chậu luôn. Rồi em đo thông số luôn.
hoành 22, chiều cao 1m6, tán ngang 1m5. Cây A15 vậy em giao lưu là giá 1,7 triệu. Rồi số điện thoại của em là 0967574739. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số A16. Cây này tàn chi rất đều, rất đẹp nha bà con. Rồi em đo hoành thân luôn. Hoành này 25, chiều cao 1m6, tán ngang 1m5. K16 này em giao lưu với giá là 2 triệu. Em bao ship 300 km luôn. Rồi em đổi cây luôn. Tiếp theo là cây mã số A17. Cái này cũng một cốt tàn thông, chi tàn rất đều luôn, cách mặt chậu chừng 1 tấc nghe bà con. Lô này ai có cần mua số lượng nhiều thì alo em. Em còn cái lô này tàn rất đều, em còn khoảng chừng 100 ngoài cây nó hết lô này. Rồi em đo thông số luôn. Hoành 22, gần 23, tính 22 thôi. Chiều cao 1m6, tán ngang 1m5. Rồi cái A17 này em giao lưu giá là 1,8 triệu. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây là mã số A18. Cây này cũng một cốt tàn thông luôn, tàn rất đều luôn nha bà con. Tàn kính mít luôn. Rồi em đo thông số luôn. Cây này hoành 24, chiều cao 1m5, tán ngang 1m4 50. Cây A18 anh giao lưu giá là 1,9 triệu. Em bao ship 300 km luôn. Rồi em đổi cây luôn. Cái này là cây A19. Cây này tàn rất đều nha bà con. Nụ nốt thì khỏi chê luôn. Tàn chi sát mặt chậu luôn. Cái này thoát thân nó chừng 5 phân trở lại à. Rồi em đo quanh thân luôn. Cây này hoành 22, chiều cao 1m5, tán ngang 1m5. Cây A19 em giao lưu giá là 2 triệu. Rồi em đổi cây luôn. Rồi tiếp tục là cây A20. Cây này là cũng một cốt tàn thông nha bà con, chi tàn sát mặt chậu luôn. Rồi em đo hoành thân luôn.
hoành 21 à. Chiều cao 1m6. Tán ngang 1m5. Cây A20 này giá 1,9 triệu à. Bao ship 300 kg luôn. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp theo là cái cây này, cây hai. Em có cặp cuối cùng sao bà con? Cây này hai cây này một cặp giống nhau luôn. Như là cây này là cây A21 luôn. Cây này cây chậu 7 bà con. Tàn chi rất đều luôn. Rồi em đo thông số luôn. Hoành 28 à. Chiều cao 2m à. Tán ngang 1m6 à. Cây 21 này em giao lưu với bà con là giá 4,5 triệu à. Tàn rất đều luôn rồi bà con. Tàn chi sát mình chậu luôn. Rồi em đổi cây luôn. Rồi cây này là cây A22 nha bà con. Cũng như cây này cuối clip luôn rồi bà con. Cây này với cây kia nữa một cặp được đó bà con. Cây này tàn rất đều nha bà con. Cây này nằm trong chậu 7 nha bà con. Rồi em đo hoành thân luôn. 30, hoành 30. Chiều cao 2m luôn. Tán ngang 1m6 luôn. Rồi cây A22 này làm giao lưu giá 4,5 triệu luôn nha bà con. Như cái cây 21, 22 này một cặp nha bà con. Rồi em đổi cây luôn. Hết cây luôn rồi quên. Rồi cuối clip. Em chào anh Bonsai Cần Thơ. Em chào bà con. Cảm ơn bà con đã ủng hộ em những các clip vừa qua. Rồi em xin chào ạ. Rồi rồi cảm ơn nha.